À, cả nhà ơi, hiện tại bây giờ Duy Đỗ đang đi trên đường này gọi là đường Tết Mậu Thân. À, trước mặt của Duy Đỗ đây là bên trái nè, đây là cái công viên này thì gọi là công viên giếng nước cả nhà. Thì hôm nay Duy Đỗ sẽ review lại cho các bạn biết là giếng nước Mỹ Tho, là ở đây là thuộc phường 4 thành phố Mỹ Tho. Và như vậy các bạn cùng đi với Duy để tìm hiểu về cái giếng nước Mỹ Tho này như thế nào nha. Theo lịch sử mà Duy Đỗ cũng biết một phần thì giếng nước Mỹ Tho này á, thì có hơn 100 năm rồi quý vị. Nghe nói là ngày xưa người Pháp đô hộ nước ta, người Pháp cho đào hai cái giếng nước này để làm chi? Để hòng ngăn không cho nghĩa quân tấn công họ. Đây là cái cửa ngõ mà đầu tiên vào Mỹ Tho, vào thành phố Mỹ Tho ngày xưa. Thì giếng nước Mỹ Tho nó có hai cái giếng nước. Và hiện tại bây giờ cái giếng nước mà đang giáp với lại cái công viên giếng nước á, nằm ở đường Hàm Tắc á, là cái giếng nước lớn. Giếng nước lớn là chiều dài á, thì nghe nói khoảng 600-700 mét vậy đó các bạn. Duy đang chạy bên cái giếng nước lớn nè, và khúc này là đường Tết Mậu Thân. Duy chạy bắt đầu từ hướng đường Ấp Bắc đi về hướng đường Lê Thị Hồng Gấm với đường Lý Thường Kiệt á. Duy mời cả nhà đi với Duy nha. Thì hai bên đường giếng nước thì cũng có quán xá, cũng có dịch vụ này dịch vụ nọ, kinh doanh mua bán, cho nên nó che khuất bớt cái tầm nhìn của giếng nước. Bây giờ Duy cố gắng chạy gần cho các bạn xem nha. Đó, bên trái ta là giếng nước đó, đây là cái giếng nước lớn nha. Duy xin phép. Đứng gần cho các bạn xem, đây là cái giếng nước nè. Thì chúng ta cũng không nên thắc mắc, bởi vì quen gọi là giếng nước chứ thực tế là giếng là nước, là phải nước ngầm mới gọi là giếng ha. Ở đây đúng ra gọi là cái ao hay là cái hồ hơn, nhưng mà xưa kia ông bà ta đã gọi giếng, thì bây giờ chúng ta cũng nghe cái từ gọi là giếng nước Mỹ Tho. Đây là cái giếng nước lớn nha cả nhà. Giờ Duy review tiếp cho các bạn xem cái giếng nước thứ hai ha. Duy cố gắng chạy gần cái giếng nước để Duy review cho các bạn thấy cái giếng nước. Không chạy sát được cho nên buộc Duy phải chạy ngoài đường này, là đường Tết Mậu Thân. Duy mời tất cả các bạn, anh chị em nào mà là người ở tỉnh sống nơi đây, thì mời vào xem cái clip của Duy để nhìn lại cái cảnh tượng mà nơi mà chúng ta ngày xưa chúng ta tỉnh sống ha. Đây là phường 4 thành phố Mỹ Tho. Duy đang đi trên đường là Tết Mậu Thân, cặp bên hông giếng nước. Đây, bây giờ Duy ra cái giao lộ cắt ngang mặt của đường Tết Mậu Thân. Đây là đường cắt ngang, là đường Lý Thường Kiệt nè các bạn. Rồi bây giờ Duy băng qua đường Lý Thường Kiệt để Duy qua cái giếng nước thứ hai, là giếng nước nhỏ. Cái chiều dài của cái giếng nước nhỏ này, chiều dài đó khoảng chừng hơn 200 mét các bạn. Chiều dài của cái giếng nhỏ này á, chạy dài đụng tới đường Lê Thị Hồng Gấm á. Đó là Lê Hồng Thị Hồng Gấm này, phía bên phải thì chạy thẳng lên cầu và cầu Rạch Miễu các bạn. Đi quẹo trái để vòng lại bề ngang, vòng ngang cái giếng nhỏ này để cho các bạn xem cái chiều ngang. Chiều ngang cái giếng nhỏ này hơn 150 mét chiều rộng các bạn.
là vào vườn hoa Lạc Hồng á, rồi đi theo vệ trái vào đường Giáp Xin là con đường này nó cũng song song với lại phía trước. Đây là giếng nước nhỏ ha. Review cái phía bên đây của cái giếng nước lớn. Thì ở hai cái đầu giếng nước lớn này đó còn có một cái công viên. Thì một đầu bên đây giáp Lý Thường Kiệt thì công viên nhỏ thôi. Người ta gọi công viên này gọi là công viên giếng nước. Đó, bên trái chúng ta đó, đó các bạn thấy giếng nước lớn đó. Bên đây thấy giếng nước lớn đó, hùng vĩ ha, rộng ghê ha. Vaccine nha các bạn. Khu vực giếng nước này thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Xung quanh giếng nước Mỹ Tho thì có hai có hàng cây xà cừ đó, thậm chí có những cây sao nữa. Nhìn thấy đẹp, rất mát. Và cặp hai bên đường thì phía bên phải Duy thì toàn là quán xá ha, quán ăn, quán uống. Chúng ta dạo ở khu vực giếng nước thì chúng ta ghé vào đây để trải nghiệm một ly cà phê ven giếng nước. Giếng nước thì theo là tên gọi quen thuộc thôi chứ giếng này là giếng lộ thiên. Giếng thì phải là nước ngầm gọi là giếng ha, còn này là nước lộ thiên này. Tại vì ông bà ta xưa gọi là giếng rồi, bây giờ chúng ta cũng gọi là giếng thôi. Thì phía bên trái chúng ta là không còn giếng nữa mà là cái công viên ha. Thì người dân ở đây người ta gọi là công viên này là công viên giếng nước các bạn. Và như chạy đụng ra cái con đường này gọi là đường ách tắc nè. Đường ách tắc là hướng đi qua hướng chạy thẳng này là về thành phố Hồ Chí Minh luôn quý vị. Rồi như vậy các bạn đi với Duy một vòng nhỏ nữa, một vòng ngắn nữa thôi vào giếng nước để Duy đi vào hướng chợ thành phố Mỹ Tho để Duy review lại cái chợ Mỹ Tho cho các bạn xem nha. Rồi giếng nước Mỹ Tho coi như đã kết thúc các bạn ha.
review vòng quanh giếng nước và Duy xin kết thúc ở đây. Nhưng bây giờ Duy mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình với Duy review lại chợ Mỹ Tho ha. Thì cái clip này cũng chưa dài cho nên Duy mời các bạn tiếp tục đi với Duy vào chợ Mỹ Tho nha. Là được phần phương ha, đường là lớn rộng thành